như này nhá, úp như này nhá. Đây, tại vì đây nó là có cái chỗ mà cái giá mà để mà đĩa rồi, đây nhá. Nước được không? Nhớ đi, tôi nhanh. Nghe con tí đi. Có vẻ khó đấy nhỉ? Con tí. Không biết dùng à? Xả cái vòi cái lên, bấm búng cái lên. Cái kia, cái gạt kia, cái gạt kia. Mình chỉ nhá. Đây nhá, gạt lên nhá. Xong là kéo lên nhá. Rồi nó phát xuống, thấy chưa? Ra chưa? Ra chưa? Đấy. Đấy. Còn cái bên này là sẽ ở đây. Cháu Đức xin mến chào quý ông bà, cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh nhà bản em. Một cái mời cho tất cả quý ông bà, cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục lên trên nhà của ba ông cháu của bác ạ. Mấy anh em thợ thì cũng đã điện cho cháu Lực và nói là lắp nước xong mọi cái rồi. Giờ cháu Lực sẽ lên và nghiệm thu xem là có chỗ nào mà không có được phù hợp không. Thì để cho mấy anh em thợ mà lên làm lại. Đấy, cái này thì chắc chắn là một tí nó sẽ phải đào xuống một chút để cho chôn cái ống nước này xuống. Đấy, nước thì tách là để trên cao lên. Để trên cao hơn thì nó sẽ có cái áp lực nước mà đẩy đi xuống cái nhà vệ sinh nó sẽ mạnh hơn các bác. Có vẻ là các em đang đốt cái gì trong nhà ấy, khói quá. Đấy, đi lên thì thấy hai anh em là mỗi anh em là làm một công việc ở trong này. Đấy, nhìn thấy là các anh cũng lắp xong hết rồi, em sửa đang dọn dẹp lại ngôi nhà thêm một chút. Nhiên nhiên này. Em Hải đang kết sơn à Hải? Đấy, phía trong nhà thì đâu đó cũng thấy là gọn gàng hết rồi các bác ạ. Đấy, khi mà đi vào nhà thì nhìn thấy là có một bức tranh với lại một bức cái đồng hồ là cái đầu tiên nhất. Bây giờ là đi vào là phải bỏ giày bỏ dép ra các bác. Cái tủ thì một tí nữa chắc là sẽ kê sang bên này nhiều hơn. Sử ấy đang dọn ở đấy à? Đường điện thì cho được nhìn thấy là các anh cũng lắp xong hết mọi cái rồi các bác. Bây giờ thì xem đường nước thôi. Đường nước. Tủ này thì vẫn chưa kê này. Có cái rẻ khô nào đấy không? Các anh lâu lâu như này cho nó đỡ bị ướt. Rớ giày này trộn cho con này. Sử đang dọn dẹp trên nhà vệ sinh à? Lấy cho Hải một số nước đi. Rồi, bắt đây Hải ơi. Rồi, bắt đây. Cái góc này thì một tí nữa sẽ để cái chạm bát ở đây luôn. Xong rồi cho Hải rửa bát xong thì úp vào đây luôn cô bác ạ. Nước này có thoát không? Có. Có nước hết rồi đấy. Tất cả mọi cái chỗ này là chỗ gọi là chỗ để mà rửa bát luôn. Hải đang chuẩn bị rửa bát à? Có vẻ là hai anh em ai cũng khá là bận rộn đúng không các bác ạ? Mỗi người làm một công việc. Sứ ơi, cái này để cho em rửa bát trước đi, xong là tí nữa mình dọn sau. Cái kia là em rửa đúng không? Cái kia thì em rửa xong là lấy ra đây. Nước nóng lên chưa? Có nước nóng chưa? Có nước nóng rồi à? Rồi. Nhà vệ sinh thì trong thì cũng đầy đủ tiện nghi rồi các bác. Không còn thiếu thông cái gì nữa. Bình nóng lạnh thì cũng đã lắp xong. Và tất cả mọi cái rồi. Bây giờ thì để cho các em rửa bát một chút đó. Cho được sẽ cùng em sửa và sắp xếp lại đồ đạc thêm mọi cái nữa. Hãy để cho em rửa đi. Hải là chịu trách nhiệm là rửa bát à hôm nay ấy. Bỏ chảo xuống như nào? Đi theo cầm cái chảo như hung khí ấy. Đang quay cuồng có rồi cô bác ạ. Hải xin mến chào quý bà cô chú trẻ. Rồi, lên hai anh em lên lâu chưa? Lâu rồi. Lên lâu rồi à?
Đấy, có nước nóng thì bây giờ dùng nước nóng để rửa bát một chút nhá. Xong rồi anh với anh Sử là hai anh em là chịu trách nhiệm là kê nội thất. Đấy, bỏ bỏ cái kia ra đi Sử ơi. Cái kia. Đấy, bỏ cái kia ra để mình để tủ lạnh. Ai? Hả? Tráng tráng qua đây là được rồi cái đấy. Đấy, mình chỉ rửa lại cho nó không có mùi nhựa đâu mà. Lau dọn lại thêm một chút nữa. Một chút là... Xin mến chào tất cả quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì ngày một ngày mà mưa gió rất là lạnh, thành ra là không có đi lên trên bản được. Cháu Lực ở nhà thì hai chị em là làm một tí lập xưởng, vừa là để làm phục vụ cho gia đình và vừa là làm để đăng lên trên kênh. Mà nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới là xưởng thì là cháu Lực sẽ gửi cho cô bác. Cháu Lực cũng rất là mong các ông bà, cô chú anh chị sẽ mua ủng hộ cho cháu Lực để cho cháu Lực có thêm kinh phí đổ xăng để đi lại cô bác nhé. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Hai anh em là lên đây lâu về à? Vâng. Chỗ này thì cô bác ạ, như hôm qua cô bác có theo dõi được phim trước thì cũng đã biết rằng là mẹ các em là dùng nước để mà đổ ở đây ấy. Thế nhà bây giờ mấy anh em là phải lau dọn lại nhà cửa thêm một lần nữa. Nào bây giờ anh em mình kê cái chạm bát đây đi. Tí để em Hải rửa bát xong thì úp vào đây luôn. Đấy, em lau qua đi. Rẻ đây. Nước này thì về đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì nấu cơm xong là dùng cái này để mà rửa bát luôn cũng được các bác ơi. Nhớ là Hải, nhớ là Sử đừng có bỏ cái này ra nhá. Vâng. Cái này ấy. Thế là để mình lọc cái rác của nó nhá. Bếp lúc này là khi mình dùng xong là mình lâu nhá. Vâng. Rẻ nhôm nọ là anh cũng mua sắn nó hết rồi. Vâng. Lâu chỉ cho nó sạch sẽ đi, chứ là để nó bẩn là nó sẽ hỏng nhanh lắm. Đấy, người ta bảo là của mình là tại người các bác ạ. Cho Hải lâu, cho Hải để bắt xong một tí, chứ Hải là úp vào đây luôn. Thế tao rửa bát, có rửa bát chưa Hải ơi? Rồi đúng không? Vào trong phần khách bên này này các bác này, có rất là nhiều các bác cũng nói với cháu Lực rằng là mình nên kê mà để làm sao mà hai cái ghế nó dọc ấy. Nhưng mà nếu mà mình bây giờ mà cháu Lực mà kê sang bên này này các bác này thì cái tivi thì khi mà mình xem tivi thì nó xem rất là khó, xem rất là khó tại vì là tivi nó là hướng bên này rồi. Còn là bây giờ nếu mà mình kê bên này thì dùng cái ghế, cái bộ bàn ghế này thì xoay bên này thì hầu như là mình ngồi ở đây là không xem được tivi nữa. Chẳng hạn đến lúc mình xem tivi là mình lại ngồi mà úp mặt vào cái thành ghế này thì là xem nó khó quá. Đấy, tất cả những cái bình luận và ý kiến của các bác thì cháu Lực đều là lắng nghe và đọc qua hết rồi các bác. Ok, dứa nhà một chút. Nào anh với Sử là đẩy cái tủ ra kia nhá, tủ lạnh nhá. Vâng. Nào anh em mình lấy dê thôi. Nhấc được không? Mình nhấc đi, cho nó nhanh. Nhấc con tí đi. Có vẻ khó đấy nhỉ.
Con chị. Tủ lạnh thì sẽ đặt ở ra mà bên phải luôn. Nào bây giờ sửa gỡ cái dây điện ra, cắm cắm tủ lạnh đi. Dây điện kia. Đấy. Tủ lạnh này cũng đem lên độ tầm máy khô rồi các bác, cho nên là bây giờ mình có thể cắm điện là được, sợ nó không có bị sóc ga đâu. Ở đây thì có thêm một ổ điện nữa, hãy cắm vào đây. Đó, cất cái dây điện này vào trong này. Đấy, bây giờ có điện rồi nhá. Đây trong này thì mở ra sáng. Vừa rồi thì cháu Đức cũng bảo các em là mang những cái đồ trong này là đi rửa hết đi. Bây giờ thì em lau qua cái tủ một chút nhá. Đấy, dùng cái rẻ lau qua cái tủ. Đấy, nhìn trong vào phòng khách thì rất là lộng lẫy thôi. Nó còn mới cho nên là mình phải lau qua để cho nó hết cái mùi mới của nó đi. Xem là hại là rửa bát ra tới đâu rồi. Không biết dùng à? Xả cái vòi cái lên, bấm búng cái lên. Cái gạt đấy. Đấy gạt lên. Gạt lên. Bấm búng cái xuống, gạt lên nào. Không. Đấy, đẩy xuống. Đẩy nhẹ nhàng rồi, gạt cái lên, gạt cái thanh lên. Cái kia Hải thì còn chưa biết dùng ấy. Đây, ra đây anh chỉ nhá. Anh chỉ nhá. Đây nhá, gạt lên nhá. Xong là kéo lên nhá. Rồi nó có xuống, thấy chưa? Ra chưa? Đấy. Rồi. Tí nữa thì hỏng rồi. Đấy vậy. Cái đấy á, kệ nó không sao đâu. Xem nào. Nó ra thì cho nó ra đi. Đấy, bỏ áo đường vào đây. Đây là nó là giấy thôi. Bây giờ thì em xếp cái đồ này vào trong đi. Đấy. Bây giờ thì anh chỉ nhá, xếp nó như này nhá. Như này nhá. Đấy. Cái này là nó thuộc là ngăn đá trên kia rồi. Cái này là ngăn đây nhá. Mở mới cái túi áo kiện đấy. Đấy. Đây. Nào, mở cái tủ ra, mở to ra. Đây là bên này. Đấy. Đấy. Còn cái bên này là sẽ ở đây. Đấy. Cái này là để đây, để bắn lúc này mình cào đá nó. Khay này sẽ để đây. Đấy, ở đây thì mình có thể lấy để dâu thế này nhá. Mở là phải kéo cả cái nắp trên nó ra nhá, tại vì cái trên nó là vừa cái nắp. Đấy. Nào, từ từ đã, cái này nữa. Còn một khay, cái này là cũng để khay để mình làm đá nhá. Khay này là để khay mình để trứng nhá. Trứng thì mình để đây nhá. Đấy, bây giờ thì đóng vào đi. Cái rẻ kia đó, lấy cái rẻ kia ra. Đấy. Đấy, tối nay thì bây giờ thì có thể để thịt để thà đây là được nhá. Đấy, bây giờ thì có thể là các em mua thịt về các bác thì không phải là xào hết nữa, mà là để ở trong này. Bên này thì xong chưa bên này ấy? À bên này chưa lâu à? Chưa. Có lẽ là cái bàn học là mình đây lau cái bàn này tí, đây, lấy cái rẻ này giặt đi. Có lẽ là cái bàn học này là sẽ để ở chỗ này thì cho nó sẽ hợp lý hơn cô bác ạ. Để ở đây thì nó cũng vừa có cái cửa sổ để mà mình học luôn. Bàn ghế thì ghế lại thêm một chút nữa. Hả?
TV mọi cái thì cũng đã lắp xong hết rồi. Bây giờ thì đi vào xem cái đường nước xem là mấy anh em thợ là lắp như thế nào đã. Hải là sẽ chịu trách nhiệm là rửa bát hết cô bác ạ. Bé hơn. Không có rẻ á? Cắt ra cái rẻ nào đấy? Cái rẻ. Quay xong rồi dùng cái tấm này nhá. Còn thưa cô bác là cái bàn học thì chắc là sẽ là để vào chỗ này thì nó sẽ hợp lý hơn cô bác ạ. Nó vừa có góc cửa sổ này. Đấy, bây giờ trong phòng của các em thì cũng đã chăn ấm nệm êm là hầu như là đầy đủ tất cả mọi cái rồi. Chỉ cần làm tân gian xong nữa thôi các em là cũng lên đây để mà ngủ rồi. Đấy, xử với em Hải thì mỗi người làm công việc ở đây sẽ là chắc chắn là sẽ công việc mà gọi là hầu như là anh em dọn dẹp cuối cùng nhất rồi. Anh em dọn cuối cùng nhất để cho ba con cháu là để đi vào mà ở. Xem em Hải là em ấy rửa bát tới đâu rồi. Rửa tới đâu rồi? Tới đây thôi à? Tới đây thôi. Đấy. Cái cọ nhà vệ sinh thôi nhỉ? Đây, cái cọ nhà vệ sinh đây. Đấy. Ở đây thì những cái đồ này thì chắc chắn là các em là chưa hầu như là còn chưa biết dùng của cô bác ạ. Vệ sinh xong là dùng cái này cọ cho nó sạch sẽ Hải nhá. Này là xong chưa? Xong rồi đúng không? Nồi các thứ. Nồi thì vẫn còn mới tinh luôn, mấy cái tờ giấy thì còn chưa bóc ra các bác ạ. Đấy, nóng lạnh mọi cái thì cũng đã đầy đủ hết các bác này, lên điện mọi cái rồi. Đấy. Bác ơi, tí cái này rửa xong là mang đi úp để chạm bát nhá. Đây anh ơi. Nghĩa là rửa bát ở đây thì vẫn được thôi cô bác ạ, nhưng mà do là nhiều bát quá cho nên là mấy anh em đang trong quá trình là dọn dẹp ấy, cho nên là mang ra bên kia để mà rửa luôn. Vậy ở đây thì cũng kèm theo là có thêm một cái bếp củi nữa. Cái rổ vuông này cô bác này, cái rổ vuông này sẽ để mà lúc mà em Hải với em Sử rửa bát xong để ở đây cô bác này. Đấy. Cái rổ vuông này Sử nhá, đây anh bảo nhá. Lúc mà hai anh em rửa bát xong ấy để vào đây, xong là để vào bát úp vào đây luôn nhá. Có một cái rổ thì rổ này thì người ta cho nó bị vớ một chút rồi cho nên lồng hai cái rổ vào nhau cho nó chắc chắn nhá. Đấy, rửa bát xong lại úp vào đây. Đấy, cho nó khô. Xong là đem lên đây nhá. Đường nước mọi cái thì ok hết rồi đúng không? Đây thì có thêm một cái ủ điện để mà mình cắm cơm ở đây nhá. Rồi cơm điện thì mình sẽ cắm ở đây. Còn là xem em Hải là em ấy rửa bát xong chưa? Xả to đây Hải. Đấy, xả ra úp vào đây. Đấy, úp vào rổ đây. À Sứ ơi, em mang cái rác này đi đổ trong kia. Đấy. Đấy, rửa cái này úp trước này, cái bát nhỏ lên mình phải rửa úp trước nhá. Đấy, rửa cái bát úp vào đây.
Sử bây giờ, Sử ơi, lấy cái rổ vuông đây đây, Sử ơi. Rổ vuông mình để bắt con đấy. Đấy. Đấy, em đặt lên cho anh. Đấy. Bỏ vào đây. Cái này là mình rửa để cho nó bớt cái mùi mới của nó đi á, tại vì là những cái đồ này nó là đồ mới hết. Này, tôi ăn đó chị. Bây giờ là dùng bằng điện để mà đun nước rồi đấy. Chứ không phải dùng bằng củi đấy. Còn nếu mà ta úp không? Bây giờ xử lấy cái này đi úp chạm bát nhá. Đấy. Đấy, lấy bát để úp đi. Đấy, úp vào đấy. Đây, cả cái này nữa. Đúa thì mình để ra cái giỏ nó nhá. Đúa thì anh xem nào, để ra cái giỏ này được không? Chúng ta treo cũng được rồi. Mình treo cái giỏ này cũng được. Đấy, đúa với lại muôi mọi cái thì mình để ra cái giỏ thế này. Thế còn cái kệ này là cái kệ mà mình sẽ để gia vị vào đây các bác nhá. Đấy, nồi thì cũng để vào đấy nhá. Nồi to, nồi nhỏ này. Ở trong này thì mình có thể để nó khô đây nhé, Sử nhá. Ví dụ như mì tôm này, mắm muối mì chính, cái nào mình không để vào lọ ấy. Cái giỏ mình sẽ để đây, cái giỏ vuông ấy. Đây. Đây, còn cái giỏ còn lại thì mình sẽ để vào dưới gác bếp này chẳng hạn, dưới cái phần này chẳng hạn nhá. Nước này không có đúng không? Hai anh em Hải Sử nhá, cái này nhá, đừng có lấy ra nhá. Cái này này. Mình kệ nó để đây nhá, để nó chắn rác nhá. Đấy, Hải là sắp ngá, sắp té rồi nhở. Bây giờ thì còn gì nữa không? Đấy, rửa nốt chảo đây, giỏ đây. Đấy, nhà vệ sinh như này tha hồ tắm rồi nhở. Những cái chảo đó mà chống dính ấy thì mình không được lấy cái cọ sắt để mà cọ nhá. Mình dùng cái rẻ mềm thôi để mà mình rửa. Đấy, bây giờ thì các bác có thể nhìn thấy từ xa này các bác này, một cái góc mà bếp ấy thì khá là đầy đủ tiện nghi rồi. Tủ lạnh mọi cái là có, tủ lạnh thì hôm qua mua thịt cho ấy thì là có thể là mang đem lên để đây nhá. Bây giờ là nó biết đông đá đấy. Và trước khi mình đem đi ăn thì mang đi ngâm con nước đã để cho nó tan đá nhá. Cái này là mình để làm nước đá nhá, đến mùa hè ấy. Đến cái mùa hè thì mình đổ nước vào đây này. Bây giờ thì em đi lấy nước đổ vào đây đi, xong rồi nó sẽ khắc đông. Đấy, đổ vào đây. Khách đi này.
Đấy, những cái tường này là khi mà mình vừa mới rửa chân tay xong, các bác này bám nước vào thì nó sẽ chuyển sang màu khác luôn. Đấy, em thử bỏ vào đây xem hai khay xem là nó có đông đá không. Nếu mà không đông đá thì mình còn biết là đem đi trả lại. Đấy, tất cả những món đồ mà cháu Lực mua lên các bác này thì hầu như là món nào món đấy thì cũng đều xài ok hết rồi nhá. Đấy, đổ vào đây. Đấy, cứ đặt vào đây. Đó. Đến chiều tối em kiểm tra không đông đá thì bảo anh nhá. Bàn ghế mọi cái thì cũng đã xong hết rồi. Buồng ngủ của các em các bác này thì đây là cái chiếu mà này. Chiếu đây là chiếu để mình giải ăn cơm nữa. Bây giờ thì nhà sạch thì có thể là giải luôn. Sứ ơi. Sứ à? Sứ ơi. Ôi, cùng anh giải này với. Đây. Cùng anh giải này với. Đây là mình để đây luôn nhá. Đấy, vào mùa đông này thì có chiếu trong nhà nó sẽ ấm hơn. Đấy. Chiếu này thì đủ hai mâm cơm luôn, mình có thể là giải ngang trên này cũng được, giải dọc trên này cũng được, giải ngang cũng được. Đấy, khi mà hàng xóm ấy, mình mở tivi ấy, trên ghế này mà có người ngồi hết ấy thì hàng xóm có thể ngồi ở đây xem. Đấy, ngồi ở đây xem ra bên kia cũng được. Đấy, phòng ngủ thì chăn ấm niệm êm, tất cả mọi cái là ok hết rồi các bác. Đấy, có thể là ngủ. Ui, nhìn vào cái tấm chăn này là chỉ muốn vào đây nằm ngủ thôi. Đi ra ngoài là tắt điện rồi, khóa cửa nó là cực kỳ ok luôn. Đấy, để mỗi phòng là một cái. Để cái gian, cái chỗ này một cái nữa này. Đấy, khi mà mình đi vào đi, tận đây. Đấy, khi mà mình đi vào ấy, thì là mình sẽ dùng lau chân đấy luôn nhá. Lau chân đấy luôn, sẽ ok luôn. Tủ này thì chưa để quần áo à? Khóa rồi. Khóa rồi à? Đi ra ngoài thì tắt điện vào nhá. Ở đây sẽ là có một cái công tắc nhá. Một cái công tắc ở trong, một công tắc ở ngoài nhá. Công tắc này, công tắc ở ngoài. Công tắc ở ngoài thì tối thì mình mới bật, còn ở ban ngày thì mình không có bật nhá. Ở bên ngoài thì sương mù khá là dày đặc luôn các bác này. Đóng cửa vào cho nó ấm ấm một tí sửa. Lạnh quá. Đóng cửa vào ấm ấm một tí. Đóng cửa vào thì nhìn ngôi nhà thì tối tối hẳn các bác nhé. Đó. Rất là ok rồi. Hải là nhiệm vụ của Hải xong chưa? Sắp xong rồi à? Hải là chỉ nguyên rửa đâu các bác này. Nào rửa cái này cho anh, tráng đi. Xong là dùng cái chổi quét hết rác nó đi nhá, hết đất nó đi nhá. Rồi được chưa? Vào đây. Cái thùng này là thùng mình để đựng gạo xử nhá. Úp cho nó ráo hết nước á. Như này nhá, úp như này nhá. Đây, tại vì đây nó là có cái chỗ mà cái giá mà để mà đĩa rồi, đây nhá. Đấy. Đây, mình để từ bên này vào này, đấy, nó sẽ ok hơn. Đấy. Đấy. Còn nếu mà chỗ bao giờ mà chỗ nào mà chỗ này nó không vừa thì mình mới để lên trên nhá. Úp xuống là hết. Đấy. Còn bát thì với lại để như này thì là được ok rồi. Đấy. Xong là đóng vào thôi. Trên này là mình để những cái đồ mì tôm này ra đây. Tủ đấy thì cũng chết là chắc chắn các bác ạ. Ui, bếp này ấm quá nhỉ, đang ấm quá. Đang ấm quá thì thôi.
Đấy, đang xem Hải là dọn dẹp lại chỗ nhà tắm, nhà vệ sinh một chút. Khăn tắm thì giá ở đây treo hết nhá. Cái bình nóng lạnh thì mình không dùng thì rút ra nhá. Vâng. Đây, đây, dùng cái này cọ xem nào. Nào, từ đây nào Hải. Đặt nha, đây. Cái vòi này là viết để vòi, đây là vòi không phải là để xịt đâu nhá. Vòi này là không phải vòi để xịt vào đây đâu nhá. Vòi này là vòi để mà rửa giấy nhá. Khi mình đi vệ sinh xong ấy. Tí nữa thì anh sẽ nói kỹ hơn. Chứ không là đang quay video mà nói kỹ quá thì nó nhìn nó kiểu nó nghe nó hơi hơi mất văn hóa của bác ạ. Tí cho lực mà nói lên thì có một số các bác lại chửi te tua. Cái chỗ chổi của Hải là dùng để cọ cái bồn cầu nhá. Nào sử sử đang đeo tất à? Không bị giặt giặt cái này. Cái này là mình dùng xong là phải đổ nước nó đi nhá, đừng để cho nó úng lại đây như này nhá. Đổ đi là mình phải giặt luôn thì nó mới sạch được. Giặt thì cứ để vào cái lỗ này xoay xoay đi nhá. Vâng. Cho tròn đấy. Đấy, làm sao mà nó mình giặt 2-3 lần một chút để cho nó hết ra cái bẩn của nó đi. Để vào góc cho nó gọn gàng vào. Lúc nào mà mình đi làm thế thì mình lại dùng đến. Còn cái này là cái để mà mình để vào đây nhá. Lúc nào mà nó bị cảm thấy nó ấy thì bấm vào đây nhá. Sang thế này nhá. Như kiểu mình bơm xe ấy nhá. Còn cái chỗ của Hải đang cầm là dùng để cọ đây nhá Hải nhá. Cọ đây nhá. Lúc nào mà cọ đây thì đừng có cọ chỗ khác nhá. Chỉ nguyên cọ đây thôi nhá. Rồi. Đấy. Chỗ này sạch chưa? Cái này thì dùng xong rồi treo lên. Đấy, treo lên. Đấy, phải nước phải là bấm hết kịch kim nhá thì nó mới không có chảy, nó phải chảy nó dồn từ trên kia ra hết đã. Rồi giờ thì ok đấy nhở. Rút đi, rút bình nó lạnh đi. À, khu đeo tớt rồi. Sự đeo tớt rồi. Tớt số chỉnh hơn ra thì ra. Đấy, đến nào. Đấy, vừa zin luôn nhỉ. Đấy, bây giờ thì tắt điện thôi. Mất tần rồi. Đấy. Tắt cả cái bóng điện bên này nữa. Này chiếu lúc nào mình ăn cơm thì mình giải ra nhá. Vâng. Mình đi thì cũng có thể giải được. Đấy, nhưng mà còn về cái bàn này thì chắc là mình nên để sát vào tường tí. Nào, xử ra đây. Đấy. Đấy là nghe ra là hôm đó là cái bàn này của bác này, cháu Lực bảo là để ở trong phòng ấy, nhưng mà trong phòng thì sợ rằng là nó sẽ hơi kiểu là hơi hẹp ấy, thì Lực sẽ lại quyết định là mang ra đây mà để ở đây để thế nào để cho làm sao mà nó hợp lý nhất.
và những cái phần món đồ mà các bác mạnh thường quân mua cho các bác thì cũng có bình luận ở trên kênh rằng là nói là cháu Lực chỉ là làm theo ý của cháu Lực thôi đấy, nhưng mà không phải. Đây thì cháu Lực là khi mà các bác mạnh thường quân mua cho ấy, thì các bác bảo là muốn để chỗ nào thì cháu Lực để chỗ đấy, thì ý của các bác để thì hầu như là chỗ nào cũng hợp lý thôi cô bác. Mở đây để mà xem tivi là cũng ok đấy nhở. Tivi thì hiện tại là mấy em cũng chẳng có chưa có bật lên cô bác ạ. Ôi, nước ở trong tách kia gì sắp hết rồi nhở, anh em mình đi xem nước tách hay chưa. Nhưng mà đi xem thì mình còn đi thả, nhớ là để ý và xem nước ở trong tách. Hay phải đeo tất đã. Ô Hải cầm hai cái để ghế xanh xanh kia để vào nhà đi Hải ơi. Không có tất thì rất là lạnh các bác ạ. Vừa rồi thì mấy anh em đang làm thì ai cũng bỏ tất ra. Hải cũng bỏ ra. Em xử thì em ấy không có đi vào trong nhà vệ sinh nhiều cho nên là em không có bỏ ra. Em chỉ là lâu ở phần bên ngoài thôi. Sửa đâu rồi? À, đây à. Đấy, ở đây thì hầu như là ai đi ra ngoài thì cũng đều là đeo cái đôi ủng cả của bác ạ. Vào mấy hôm nay ấy. Tắt điện à? Và bây giờ thì mấy anh em sẽ đi xem nước một chút của bác. Ui, gà nhà ai to đấy nhở? Gà nhà trên kia đấy. À, trên kia à? Ở trên này có cuốc luôn nhỉ? À, Hải lấy cuốc đi cho anh. Đấy. Lấy cuốc đi ra. Bây giờ sửa đào chỗ này một tí nhá. Để cho làm sao mà nó... Cho nó thả xuống tí. Đào ở đây, đúng ở đây nè. Đấy, khoét một tí nữa. Chỗ này thì mình sẽ phải lấp đất vào đấy. Hải đi nhặt mấy cái cục đá về đi Hải. Nhặt về xong là mình để hết lên trên này, mình xếp lên trên này. Sợ rằng là trâu nó đi qua ấy. Cho anh mượn cuốc một tí. Đấy. Đá to đi. Bây giờ mình xếp từ đây ra nhá. Xử nhá. Đấy, xếp ở ngoài ấy. Đấy, đây đá để hết lên trên. Đừng có đập vào ống nhá. Đấy, xử xếp đi. Đấy, làm sao mà lúc mà trâu đi qua ấy, sợ nó giấm ấy. Đấy, ông này thì cũng lên xem nhà mới rồi các bác ạ. À, bác Tú bị dứt mà gì? Thuật hai ổ. Thời nào đi à bà nè. Nhưng bảo ông là phải bỏ dép ra các bác nhá. Không có được đeo giày vào đấy, chứ không là tí này bẩn hết ấy. Hãy bỏ xếp ra xong là tí anh cào đất ra. Lấp nó đi. Lớp cho nó cao lên sửa nhờ. Đây là như này thì sau nó không có giấm được, không là nó giấm lại hỏng ống ấy. Sửa xem còn nước không? Nếu không còn nước thì đi thả luôn. Có nhiều ấy. Có nhiều à? Có nhiều thì anh mình không phải đi thả nữa. Sửa lại cái ống nước này thôi. Lập cho một cái mỏ nó cao lên. Chôn ống nước này đi xuống đất luôn. Đây sửa khúc đất vứt ra thế này. Chỗ này này.
thì để trên này là không cần cái máy mà tăng áp luôn đâu các bác ạ. Nếu mà cái máy tách chỗ nào mà mình để tách thấp quá, mình mà không có dùng máy tăng áp thì nó sẽ không có mạnh được đâu. Ok đúng không? Vâng. Ok thì về rồi. Thế còn ở những chỗ này thì trâu thì chả đi xuống được rồi. Ông ấy đang vào nhà rồi. Cái nguồn nước này của bác đây, cái nguồn nước này thì cực kỳ ấm luôn. Như kiểu là trong nước trong tách ấy, nước trong bình nó lạnh ấy nhỉ. Vâng. Đây còn cái chỗ này này các bác này, chị cháu Đức cũng đã để một cái ránh nước, khi mà mình dùng nước giặt rũ ở kia thì nó sẽ chảy theo cái ránh kia luôn. Xem là nó có bị vấn đề gì không, nó mới bị vấn đề thì mình có thể là còn đem đi đổi được. Còn như vận chuyển lên các bác này thì mình vận chuyển lên, còn nếu mà trong quá trình mà nó bị có vấn đề gì ấy thì người ta sẽ tự chịu trách nhiệm là cái tiền mà chi phí mà đi lại. Ông thì vừa rồi thì thấy vào đây rồi, không biết là đang ngồi đâu. À, đang mò xem điều khiển các bác này. Đấy. Dạ. Mấy là tốn công tác rồi mà này à? Công tác ạ. Này chờ chú ạ. Đây anh em ạ. Công tác này công tác cái nhà vệ sinh ó, liêm nữa ó. Đấy, liêm nữa ó. Còn liêm tới cho bạn biết nữa ó. Đấy, biết này. Còn mà đi phong ấy, cam nào chứ em. Đây. Dễ anh đi phong này chứ mê. Mà đây răng của nhà gì. Mi phần pha ổn đùm lắm ồ. Đấy. Đấy, dễ mở vào điếm ạ. Đấy. Tiêm công tác dễ. Đấy, tiêm này. Đấy. Đấy. Đó. Dễ phải nữ răng ổn mùn à, bên này à. Hả? À? Ổn là do. Thầm ế, nó đi nê đề mê nổ. Ông thì lên nhìn rất là ưng các bác ạ. Có chăn đệm mới, tất cả mọi cái là đều mới hết. Sử với Hải thì ôi đang làm gì không ấy? À, kìa. Đang đùa nhau quá. À, đang đùa nhau à? Đánh nhau à? Chơi thôi à? Vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Ở đây thì chắc là Sử là xem Huy dẹp không ạ? Tôi xưa ạ. Hả? Ừ. Hầu như là tất cả những cái video nào trên YouTube thì đều nó có quảng cáo hết cô bác ạ. Này dâu năng này tắm nào ấy thì con hay năng này răng này nó. Ở đây thì khi mà Thắng Đức cũng đã nói với các bác ngồi ở trên cái phần bàn này xong hết rồi, ngồi kín nó không có người ngồi rồi thì mình có thể là còn ngồi dưới kia để mà xem được tivi nữa. Hay tivi này thì khi mà cháu được mua ấy, thì được bà Vương Kim Thanh, bà cũng có bảo là gắn vào bức tường bên này thì cháu được mới gắn vào bên này các bác. Còn thí dụ như bây giờ nếu mà mình để bộ bàn ghế này, cái kia mà xoay ra thì mình sẽ lại để tivi ở phần dưới kia thì mình mới xem được. Sử ấy đang nấu cơm các bác ạ. Xem lại một chút những cái khoảng khắc và những cái thức phim mà khi mà lên chia sẻ. Dè đau hôn à? Có vẻ như là cái mạng nó hơi yếu thì nha, là nó hơi bị mờ mờ một chút cô bác ạ. Nếu mà mạng nó căng thì nhìn tivi rất là sắc nét. Đấy. Còn rất là nhiều những cái thức phim khác.
Đây là hoàn cảnh về em Dung này của bác ạ. Hôm nọ thì cháu được cúng cùng với lại em Sử là đi lên trên nhà của Dung một lần hôm nọ ấy, nhưng mà đi nhà Dung và đi nhà bố mẹ của Dung thôi. Hay hôm nay thì cháu Lực cũng đã cùng em Sử là dọn dẹp xong tất cả mọi cái ở trong cái phần ngôi nhà rồi. Thế bây giờ thì có thể là cùng với ông là bàn là đến ngày tân gia rồi các bác. Còn là về cái phần bàn đến tân gia thì cháu Lực sẽ bảo với ông là riêng. Ấy, hiện tại thì cháu Lực cũng đang ở trên kênh thì có những cái mặt hàng mà sứ ong khoái, mật ong khoái rừng này, mật ong rừng này và mật ong bạc hà nữa, thêm là chè san tuyết cổ thụ Hà Giang, cộng thêm là những cái mặt hàng mà đặc sản ở trên vùng cao các bác. Nếu mà có cô bác anh chị nào mà quan tâm tới những đặc sản ở vùng cao thì có thể điện thoại cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ gửi được những cháu Lực sẽ gửi cho các bác là những cái đặc sản trên vùng cao luôn các bác ạ. Mật thì khi mà cháu Lực thu mua lại được của bà con cũng như là của các em ấy, thật sự vào cái mùa đông này cô bác này, vào cái mùa này thì cái mật của nó sẽ hơi bị đông đông lại một chút, như kiểu là nó có như kiểu là nó bị nó có đá cô bác, nhưng nó đông lại đá một chút. Hay như Hải thì được ngồi đây xem tivi cùng anh Sử với lại ông thì có thấy thích không? Có à? Dè than nằng dè bao giờ nghĩ đâu miền dân miền này nằng răng tivi về này bố hả dạ thì về bố lấy dè than nghĩ thẳng á đâu dè chỉ mà lên đầy băn về này bố dè than nghĩ thẳng một than à than gọi nữ 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 tua đâu chỉ mà lên thằng thằng cả nét chỉ mà về này đi học miền dân về này rủ mi tivi răng về này lên dè nửa tháng lâu bắt viên bố cái như này anh lên nó mi tivi răng hay vừa rồi thì cháu được có hỏi ông là ông đã từng bao giờ mà có cái ước mơ và cái hoài báo như thế này chưa thì ông bảo là chưa từng dám nghĩ các bác ạ. Hay bây giờ thì cái ước mơ đó của ông ấy, thì cũng có thành hiện thực rồi. Và ở đây thì không phải là mình ông với lại em Sử với em Hải mong muốn cả, có rất là nhiều những cái hoàn cảnh ở trên vùng cao thì ai cũng đều là mong muốn như vậy cả. Thế nhưng mà nó cũng do là duyên, do là cái duyên của bác. Nếu mà những hoàn cảnh nào có duyên với các bác thì sẽ được hỗ trợ là sẽ nhiều hơn, thì cái khoản ngôi nhà sẽ là gọi là đẹp hơn và dư ra có thể là làm kinh phí để cho những hoàn cảnh đó. Cái phần kinh phí này thì là gọi là nếu mà như mà mình để vào tiền tiết kiệm hay là khi mà làm nhà xong còn dư ra, còn dư ra thì sẽ giúp cho các em là làm phần kinh tế nữa cô bác. Hiện tại thì cái quý của nhà ba ông cháu thì cháu được cũng chỉ thực hiện được ngôi nhà lên như thế này thôi cô bác ạ. Để mà dư ra thì cũng không có còn nữa. Những cái tập phim hôm trước thì cháu được chia sẻ lên thì các bác cũng đã biết được rằng là cái tiền kinh phí của nhà ba ông cháu hiện tại là đang hết rồi, âm vào đấy là làm điện nước xong thì âm mà 4 triệu nữa, hơn 4 triệu một chút. Đấy, còn về cái phần tân gia thì là có chị Trần Đối Giáng My thì cũng có hỗ trợ và bà An Phạm nữa. Nhà em Dung thì đi thì cũng khá là khó khăn đấy cô bác ạ. Trần Lực cũng rất là mong muốn sẽ giúp đỡ cho hai mẹ con, giúp đỡ cho hai mẹ con có được một chút niềm vui chia cho bản thân mình. Em Dung thì năm nay cũng có được là 17 tuổi rồi các bác, 17 tuổi nhưng mà đã cho mình là một em bé rồi, một đứa em bé. Bố thì bỏ đi, bố thì mất đi là do bị bệnh. Bố chồng của Dung là vừa mất được 2 ngày là sinh được đứa bé, sinh được em bé luôn đấy. Thức phim này thì cũng khá là dài rồi cô bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác. Và hiện tại thì tất cả đồ đạc ở trong thì hầu như là mua hết rồi cô bác nhé.
hầu như là đầy đủ hết rồi, và sắp xếp thì cũng sắp xếp quét dọn xong mọi cái sạch sẽ rồi, bây giờ thì có vào mà ở thôi, làm mà tân gia nữa là vào mà ở thôi cô bác. Tập phim cũng khá là dài, cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Cháu Hai chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Cháu Sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị. Dè vẫy tay rồi, dè vẫy tay rồi bác.